Vốn bao nhiêu? Bây giờ tôi lỗi xa, tôi lỗi muốn lỗi. Mà người lâu thì tôi cũng lỗi hết được. Bây giờ tôi vô dụng lắm. Người gặp người đâu có hiểu đâu. Hoàn cảnh tôi cũng khổ lắm. Bây giờ đi làm dây chai thì được nhiêu hay nhiêu thôi. Bây giờ mà là bội số tôi cũng lỗi không nổi nữa. Thì giờ tôi ước tôi có chiếc xe tôi đi vậy thôi. Cái 500 ngàn của chị Hương Nguyễn này, gửi cho chị là vốn 30 số nha. Cảm ơn dạ. Đúng rồi. Cảm ơn mấy chú nha. Rồi, em cũng trích ra 500 dạ. ngàn của chị ngồi xuống đi. Dạ. 500 ngàn của cô Tâm Độ. Dạ. Để gửi cho chị làm giống vé số để mình nuôi bà già trước mắt. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại câu chuyện ngày hôm nay. Thì hôm nay anh em mình có một nhận được một lời cầu cứu của một hoàn cảnh của bà cụ cũng hết sức là đặc biệt. Bây giờ bà cũng đang thở oxy và con cháu thì cũng đang cầu cứu một cách khẩn cấp. Thì hôm nay anh em mình có tới đây xác minh để tìm hiểu cái câu chuyện này, cũng chia sẻ đến toàn thể quý vị các bạn cùng đón theo dõi. Thì trước khi vào câu chuyện ngày hôm nay thì cũng xin nhắn gửi đến toàn thể quý vị, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi, thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình. Anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Bây giờ xin mời mọi người lắng nghe chi tiết cái câu chuyện ngày hôm nay. Dạ mấy anh em chào bà. Chào chào mấy chú. Dạ bà nay bao nhiêu tuổi rồi hả? 70 tuổi rồi. Bà tên gì? Tên Hoa, Cương Ngọc Hoa. Dạ. Bà bao nhiêu tuổi? 70 tuổi. 70 tuổi. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhàu ở nhà tự làm, ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Dạ. Mình sống ở đây là nhà mình ha, sao cơ bà? Nhà ở đậu của cái chú. Dạ, nhà ở đậu. Nhà ở đậu. Trước là nhà cửa mình ở đâu? Trước nhà ở xa đó, rồi lần lần đi kiếm sống lên lang thang vậy đó. Dạ. Chú thấy tội nghiệp rồi chú cho về đây tá túc cũng mấy tháng nay rồi. Tá túc mấy tháng nay rồi? Dạ. Trời ơi, khổ quá. Là con cái đâu? Con cái thì giờ nó ở xa lắm, nó cũng khổ, nó không có cuộc sống của nó. Thì nhà mình không có nhà cửa gì hết mà cái chòi dựng lên vậy hả? Không, không có nhà cửa gì. Rồi ngủ đêm mưa rồi nó tạt vô ướt hết hả? Thì cũng chịu thôi chứ sao giờ. Trời. Dạ. Cái chòi này là mình bỏ tiền ở mình ấy hay là ở xóm người ta giúp mình? Cái này là của cậu, của chủ nhà này nè, mình ở vô ở vậy thôi. Chứ mà không có mình, không có gì hết. Cái bà được bao nhiêu người con? Tôi có nhỏ gái đó, giờ nó cũng bị bệnh. Thế giờ đứa con gái hả? Dạ. Thế cái tình trạng của bà là bệnh như thế nào? Bệnh tôi bị cũng lâu rồi, hen suyễn với tim. Hen suyễn và cả tim luôn. Bác sĩ không có cho nằm viện nữa, không có tiền. Không có tiền bác sĩ trả về hả? Dạ rồi về kêu nếu mà thấy thì đi, chỉ mệt thì đi thở oxy thôi. Cái chú này ở sớm thấy vậy. Bây giờ mình mua cái bình oxy về nhà luôn? Không có, cái của cái chú là chú mượn cho của chú. Chú không có gì hết, thấy mệt quá. Bây giờ ở nhà phải thở oxy. Dạ, của cái chú này nè. Của chú Bình á, đó là của chú tội nghiệp, của chú đi mướn cho. Rồi cái chú mà cầu cứu tôi, anh em tụi con ha, giúp cô cái chú Bình đó, nhà cửa của chú. Khổ quá. Khổ, không có nhà cửa gì mấy chú ơi. Tôi cũng sống nay chết mai gì cũng không biết. Nó là nợ mệt. Cô quá. Được mấy người con? Tôi thì nhiều đứa, cũng như hai đứa rồi, nó đi mất tiêu hết đứa rồi. Nó đi mất tiêu hết đứa. Nó không có lai giảng gì, nó cũng khó khăn lắm, tìm kiếm nó cũng khổ lắm, nó không có ăn nữa, mình đâu, nó lấy đâu nó cho. Thử giờ còn có con nhỏ gái, nó nuôi nó lụm cho chai, nó nuôi lây lắc. Ở nhà trọ cái người ta không có tiền trả, người ta đuổi ra cái mới đi chỗ khác ở rước, cái gặp cái cậu này nè, cái than thở, cái nói với cậu mới dẫn về, cũng cho ở gì đó. Đó, vậy thôi. Rồi mưa vậy thì tạt rồi bà ngủ được không? Được, cũng không sao á. Chứ hơn là mình nằm ở ngoài mưa. Mấy bữa nằm ngoài mưa cũng bị cảm, bệnh. Đó giờ đây tá túc cũng đỡ, cũng có chỗ che mưa cho nắng. Quê mình ở đâu? Quê túc xa lắm, ở Hà Tiên lận. Kiên Giang hả? Ở Kiên Giang.
ở đâu cũng có ở đó, lang thang mà không có nhà đó. Rồi đi lưới thứ lang thang. Rồi cô lên trên đây lâu chưa? Lên đây thì cũng ở đâu ngoài kia, ở ngoài Biên Hòa thời gian, rồi mới lần lượt mới lặn lội vô tới đây. Bị đuổi rồi mới vô tới đây, không có tiền rồi ấy nhà trọ cho người ta nữa. Rồi tiền thuốc mình tiền, sao? Tiền thuốc thì cái đôi khi chú Bình cũng có tiền cũng cho chút đỉnh, rồi bà con ở cái người ta tạo nghiệp người ta cũng cho ít đỉnh, đâu có nhiều đi bệnh viện hả? À, xung quanh đi ở ngoài đường ai thấy người ta cũng tạo nghiệp. Thế giờ dưới lúc trước mình ở dưới quê mình không có nhà cửa gì hả cô? Có mà bán lâu lắm rồi, bệnh không có tiền á, con cái nó bệnh nhỏ đây nè, không có tiền bán đi, cái nhà có chút xíu à, đất của người ta mình cũng không có đất nữa. Giờ mấy người con kia có tới lại phụ cho cô không? Nó xa quá nó đâu có tiền đâu, nó đi nó cũng khổ, thứ một thuốc có què tiên lận. Trời ơi. Sao mình không ở ngoài đó đi để coi cho gần khổ con đó. Cái người ta săn sóc. Nó cũng đó có nhỏ này săn sóc, đứa kia nó có vợ có gia đình nó cũng khó khăn, có con có cái nó đủ sống, còn nó không có nữa có đâu mà cho mình. Nó vậy đó. Khổ ha. Dạ. Cô bệnh lâu chưa? Cô bệnh được bao nhiêu năm rồi? Bệnh nay cũng là 5-6 năm nay rồi. Hàng ngày nào mình cũng uống thuốc hả? Cũng dạ uống thuốc. Ngày nào cũng uống thuốc á. Không có cứ lúc có tiền thì mua uống, không có tiền thì nhịn. Rồi cái đầu ho lên quá cái bắt đầu người ta mới cho tiền. Dạ. Mới mua uống vậy đó. Cô có bảo hiểm y tế không? Có bảo hiểm, cũng có người ta mua cho. Nằm bệnh viện lần cũng nửa tháng trời, cũng tiền không rồi ai cũng cho ngưỡng mớ lên vô cho đóng viện, rồi cứ về đây cậu Bình cậu cũng thương tình đó, là cậu cũng giúp đỡ cho người này người được coi nọ thương ta cho chút đỉnh, cậu cũng bế tắc lắm rồi. Rồi người con gái cô đi làm bé trai lớn tuổi chưa? Nó đó nhỏ đó 48 tuổi rồi. Nó bệnh hai cái phán nó đi không có chồng con gì à? Chồng nó có mà cũng bỏ thôi lắm rồi. Con cũng có mà cũng ở xa rồi, không đây là đúng còn có hai mẹ con thôi, xây lây lấp sống rồi tôi mà đi rồi thì chắc nó cũng không biết sao, không có người thân bà con bạn bè bà con gì thì thôi thôi đúng giờ không có nói bà con sao vậy rồi. Cô bà con bây giờ thôi xa xôi lắm rồi, bây giờ mình khổ mình nghèo người ta không có cái tâm đâu đó, mình thử thôi. Mình cũng nhờ người ngoài cho giúp đỡ thôi. Cô còn anh chị em gì không? Không. Mất hết hả? Dạ, cha mẹ cũng mất hết. Quá khổ. Rồi cuộc sống hàng ngày mình, con của cô đi lượm với trai thì được bao nhiêu tiền? Chút đỉnh nè, người ta cho gạo, đồ ăn, cho này khi nọ, mì gói đồ. Đó, chứ đâu có nhiều đâu. Mà ăn cũng thảm khổ, cũng sống qua ngày thôi. cho gạo người cho mì gói người trên kia nội đó, nãy cũng có cái cơ lại có bấm cổ mua con bọc bún rươi vô cổ cho rồi hai mẹ con lát làm canh cơm. Trời tối cô ngủ đây là lạnh sao chứ vậy cũng đỡ á, vậy đỡ lắm á, chứ thôi không có tới chỗ này là không biết ở đâu nữa. Ngày xưa là mình ở trọ xong rồi người ta đuổi đi hả? Không có tiền đóng người ta đuổi. Trời. Đâu có tiền hoài đâu. Lúc đó đuổi rồi cô ở đâu? Lúc đó đuổi thì đi đại, đi lang thang hoài vậy đó. Để có chỗ nào vô núp. Đi vậy đó, rồi người ta cũng thương, người ta cũng cho ăn rồi cái nọ. Tối cũng ngủ vất vả. Rồi sao gặp cái chú này, chú kêu về mà lập được cái chòi này cho cô ở. Cái nhà này, cái chòi này của chú đó đó. Rồi chú mới kêu về cho ở đỡ. Rồi mai kêu mốc nọ chắc cũng đâu ở được lâu dài đó. Tôi cũng sợ, thế nào cũng ở đậu mà. Khi nào chú có thì chú cho ở. Nhiều khi chú kẹt, nhiều khi chú cũng đâu có đâu mà cho ở. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng, hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng, hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Tôi cũng than phiền, nói với chú, tôi rồi có chết đi, đem tôi quả táng rồi bỏ đâu, bỏ đi, đừng đem đi chùa mà cũng đem đi đâu.
tôi đâu có thân nhân đem đi đâu bỏ đi. Con cô còn người con gái mà, còn đứa con gái thì nhiều cái nó cũng khổ quá, nó cũng bỏ đi thôi, nó ở đây rồi nó buồn, nó đâu có ở nổi đâu, mất mẹ rồi nó cũng lang thang. Khổ quá. Khổ thì tôi khổ nào giờ, ít có nói ra lắm. Nay tự mấy chú lại mới nói thôi chứ không có nói. Cũng vui vẻ chấp nhận, không có nói gì nữa. Có sao sống vậy, có nhiêu sống nhiêu. Nhầm khi 6-7 tháng không có ngàn trong mình, không có tiền, không có người thì cho nó, lại không có. Nó bệnh quá không có thuốc uống, mua thuốc có chút đó cho, vậy thôi. Đó, tôi cũng khổ. Mấy chú giúp đỡ ngày qua ngày. Thế con của cô đi làm, đi lượm ve chai, mua ve chai vậy, một ngày kiếm được bao nhiêu? Cũng nhiều khi 20-30 ngàn. Rồi có khi người ta cũng tiết lợi nghiệp, nó cũng cho. Đó, lượm thì ít, nhưng mà nhầm khi người ta cho. Đó. Sao mình không, con của cô không đi làm công nhân này kia đâu á? Không có làm công nhân được, nó có tạc, nó bệnh vậy đâu, ai mướn đâu. Có tạc nữa hả? Nó đi, nó đi ngồi cái nó mỏi, nó đau nhất, cái nó ngồi xuống là đâu có mặn nặng nổi. Nó đau hết hai cái khớp này nè, đâu có đi được. Nó nên nó giờ nó cũng khổ. Rồi nó nuôi tôi ngày nào hay ngày nấy. Bây giờ phải có xin được có cái gì đó, cho nó có cái phương tiện nó ngồi á. Nó đi lấy vé số, nó đi bán, nó nuôi tôi hàng ngày được. Thì bán vé số hả? Bán vé số, tiêm lỡ dư lụm cho chai. Nó cuộc sống đỡ. Con cô bị tạc sao? Nó bị xe tông nó rồi, cái bị hai cái khớp bên đây nè. Bác sĩ kêu mổ, họ đâu có tiền đâu mổ, tự giờ nó đi ngay bên đây. Đi cẩn thấp, cẩn cao, đi đâu có được đâu. Đó, nó đi. Đi không được hả? Nó đi được mà điều nó đi yếu lắm. Chút xíu là nó nào ngồi xuống rồi. Nó còn đi xe là chắc phải xe ba bánh nó mới đi được, chứ còn xe bọn nó đi bộ đi không nổi đó. Cho nên là nó ráng nó đi vậy đó, nó cái con nhỏ đó đó nó nuôi hàng ngày. Rồi chị ngồi đây em hỏi chuyện tí xíu. Dạ có cái chị chân mổ mà đâu có tiền đâu mổ. Đây là chị con thứ mấy? Nhỏ này nó thứ đầu, thứ ba. Cái kháng à, bị xương, bị đẩy hả? Cái này có bệnh nám. Rồi, chị để đem coi. Cái cá này không lấy trời. Nghèo quá, không nhà ai thương đâu, mấy chú ơi. Có chồng mà, đúng không? Thôi lâu rồi, cũng thôi như lâu. Là không còn duyên nợ nữa, thì đường ai đi thôi. Mình không có con hả? Không có con. Rồi mình ở lâu không mà không có con? Được bao nhiêu năm rồi chia tay? Năm, 2 năm vậy. Tại vì bà già bà bệnh, với mình nghèo quá không nhà nên người ta không thương mình. Gặp thêm một cái gánh nặng nữa thì thôi. Nghèo chứ ở xã hội này có nhiều người cũng nghèo mà cũng sống chung thủy bình thường chứ, đâu có sao đâu. Tại vì cái số mình đã hết duyên nợ rồi, nay cũng mấy chục năm rồi. Mình nói hết duyên nợ thì mình có nghèo thì nó đụng đến nhiều anh. Ý là mình nói gì đó. Tình yêu đâu cần phải giàu nghèo. Tụi em cũng nghèo này. Mà tại vì cái số mình bây giờ muốn lấy chồng không, để cho chồng phụ lo phụ. Muốn lấy chồng thì tụi em kết nối tình duyên cho. Giờ phải lo cho bà già nào bà tắt thở thì thôi. Bác sĩ nói tình trạng của mẹ chị sao rồi? Bác sĩ chê rồi. Bác sĩ chê á? Sao chê là sao? Thì là... giờ thở đầu chết thì chết thôi chứ sao giờ. Thở oxy hả? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ... Giờ bị xỉn. Ngày mà bà làm mệt, nước lớn là làm bà mệt này, nhưng mà bị tim. Chị ngồi xích vô chứ. Bác sĩ chê hả? Chị chê. Bác sĩ không ấy. Giờ tôi cũng có tật rồi, tôi cũng không làm gì được, đi phụ quán đâu được đâu. Giờ đi làm cái chai vậy nè. Giờ ước sao mà có vốn thì bán vé số thôi. Giờ mướn người ta mướn, tại vì mình ngồi lâu không có được. Nó bị bác sĩ kêu mổ là 70 triệu, cái lưng nó xe nó kéo chứ, là bây giờ cái chừng tôi bây giờ nó hoại tử rồi, cẩn thận cẩn cao nè. Bây giờ bác sĩ nó không dám, bây giờ nếu mà có tiền là mổ cái chừng này tập lý trị liệu 6 tháng, rồi vô rồi mổ cái chừng này nữa tập lý trị liệu 6 tháng là 1 năm.
nên bây giờ hả, bên kia nó cho đất đá đỡ, đỡ đau đỡ nhức thôi, chứ hết thì không hết được. Đúng rồi, chân bạc luôn rồi. Chân của chị được bị tai nạn là bị mình bị sao? Cũng như hồi xưa là tôi đi bán chè bán hành rồi, rồi rồi. Tai nạn ha. Tai nạn rồi, xe nó kéo bỏ luôn. Tới bây giờ chị công việc chị lụm ve chai hả? Dạ. Mua hay lụm? Lụm mà chứ có tiền mua nữa. Lụm thì ngày được nhiêu? Đi vòng vòng dễ bán chừng 20-30 ngàn vậy đó. Tới bây giờ mình đi bán vé số thì cần được bao nhiêu tiền? Vốn bao nhiêu? Bây giờ tôi lỗi xa, tôi lỗi muốn rồi. Mà người lâu thì tôi cũng rồi hấp được, ấy vậy tôi vô dụng đó. Người đâu có hiểu đâu, hoàn cảnh tôi cũng khổ lắm. Bây giờ đi lụm ve chai thì được nhiêu hay nhiêu thôi. Bây giờ mà lòi bội số tôi cũng lòi không nổi nữa. Thì giờ tôi ước tôi có chiếc xe tôi đi vậy thôi. Bán là kiếm tiền. Ước có xe gì? Xe máy hay là xe đạp hay xe gì? Xe đạp tôi đạp không được, bao giờ tôi nó yếu té chết luôn. Ước mơ có chiếc xe máy hả? Giò này móc vô không có được, bây giờ nó cũng đau cái giò này luôn rồi. Bác sĩ nói bây giờ phải là có tiền là phải thay hai khớp. Mà thôi, bây giờ mà thí dụ mà mấy chú hay cộng đồng mạng gì đó, dân trình này không, anh chị, ông bà gì đó giúp đỡ thì dù cho tôi, giúp cho tôi số vốn thôi, chứ bây giờ mổ tôi cũng không có làm mổ đâu. Mổ rồi ai mà nuôi tôi đâu. Nhà không có ai, có bà già đơn chiếc. Rồi bây giờ số vốn là mình đi bán vé số hả? Dạ chứ không được đó thôi, chứ tôi đi làm hoặc không ai mướn á. Đi phụ quán, mặc gao rồi không ai mướn chứ. Rồi đi bán vé số chị đi được đúng không? Thì tôi đi bộ đi cũng được, không nổi. Vậy chứ chị đi, như chị đi lụm ve chai là chị lụm sao? Đi vòng vòng đi thôi, chứ tôi cũng không đi xa được. Đi vòng vòng sớm thì thôi, mà tôi đi hết khả năng của tôi mà không đi xa được ha. Đi với chừng á là, mà là thí dụ đây ra tới lộ vòng vòng thôi, chứ đi xa nữa lội với số mà lội ấy là tôi là không nổi. Tôi chỉ ước có chiếc xe thôi. Chiếc xe gì? Thì thí dụ chiếc xe đặc điện nào mà cũ cũ cũng được, để có đi là được nè. Chứ mình lội là lội không nổi, khả năng lội không nổi. Rồi bữa giờ cuộc sống là... hai mẹ con sống một ngày sao đủ sống không? Tiền này nó cũng thương. Rồi nó cũng cho gạo, cho mắm muối đồ. Rồi ở nhà con bình nước điện, ông cũng cho xài, ông cũng lấy tiền. Khổ ha. Giờ như lục bình vậy, tới đâu hay tới đó hay sao vậy? Tới mình mấy chị kia đâu? Giờ còn hai mẹ con à. Chứ còn chị của chị á, có liên lạc không? Không có. Đó là cái đứa đầu mà nó chết. Má à ha. Giờ còn hai mẹ con thôi. Thì giờ tôi cũng lo cho chừng nào bà già tôi chết thì tôi cũng đi lang thang thôi, chứ sao giờ đâu có nhà cửa gì đâu. Thì như nào cậu Bình cũng cho ở được bao nhiêu thì bao nhiêu thôi. Mình cũng cảm ơn cậu vậy lắm. Cũng nhờ cậu cũng đùm bọc tôi với mẹ tôi mà mấy tháng nay, chứ tiền đâu mà ở nhà trọ đâu. Trước mình ở nhà trọ ở đâu? Cũng ở đầu này đầu kia vậy đấy chú, mà không có tiền thì nhầm người cho 100 hay là 250 vậy đó, gom tới người ta cho, người biết biết không có tiền. Thế bây giờ lên đây khổ quá, sao mình không về quê ở dưới bà con chồng sớm rồi nhà cửa gì chứ người ta cũng lo đỡ. Cứ bà hãy cho chỗ này thời gian, cho chỗ kia thời gian, rồi ngủ bờ ngủ bụi vậy đó. Cậu Bình cũng thấy không cho vô đây gì tá túc vậy thôi, ngủ ngoài bụi luôn. Sao này em biết mà, ổng mà ví dụ cũng được giá ông bán chỗ này thì tôi không biết tôi đi đâu nữa, chắc ước chiếc xe lăn. Rồi thí dụ tôi ở trên chiếc xe lăn luôn chứ sao giờ. Rồi cái ngủ dễ hè thôi, bà già bà có chết thì tôi cứ sống vậy thôi chứ biết sao giờ. Khổ quá. Ở nhà ông cửa mà bây giờ vô chùa sức khỏe tôi không có làm được cho người ta. Mình không có sức khỏe, tôi cũng muốn đi làm lắm, phụ quán mà không ai mướn hết trơn. Tại vì ngồi lâu không được. Ngồi đó không được. Giờ chỉ công việc mình là chỉ bán vé số thôi. Vé số thôi à. Lụm ve chai. Lụm ve chai. Một ngày chị đi bao nhiêu tiếng? Đi bao nhiêu xa không? Thì thí dụ mà tiền nào mệt thì ngồi nghỉ, đau chân ngồi nghỉ, đau cái lưng ngồi nghỉ. Giờ bây giờ nè. Với nhăn luôn rồi. Bây giờ mình đi bán vé số thì coi như là còn khỏe hơn đi lụm ve chai nữa đó. Không, bán vé số dù có ve chai thì tôi cũng lụm. Nói chung ngang vậy.
Dạ. Quá tôi cũng muốn đi làm lắm mà tôi không có sức khỏe nữa, giờ tôi tàn phế rồi, cái thiệt với mấy chú. Bây giờ bác sĩ nói giờ là tôi thấy là ngoại tử hai khớp rồi, nay là 6-7 năm nay rồi, giấy tôi chụp phim. Rồi thì hôm nay mấy anh em đây cũng nhận được một lời cầu cứu tới đây để xác minh, thì thấy hoàn cảnh của cô và chị cũng rất là khổ, thì tạm thời tụi em cũng ghi nhận để mà chia sẻ lên cộng đồng mạng coi có bà chú anh chị là chị em thương thì thương tình giúp đỡ cho mà tôi với mẹ tôi giờ tôi cũng gắng giúp cho bà thôi rồi. Mà mẹ nấu cơm bây giờ là theo cái sự mà trình bày của chị là chị đang có cái tâm nguyện là có cái vốn để bán vé số. Thì vốn bán vé số thì nó cũng chỉ dao động khoảng tầm 1 triệu đến 1,5 triệu thôi là mình lấy được cả hơn 100 vé rồi. Dạ, loại bộ tôi loại không nổi, tôi ước cho một chiếc xe. Thì bây giờ trước mắt mình phải giải quyết từ từ. Mình có vốn trước đáng, mình đi từ từ, mình bán được bao nhiêu được. Sau đó sau này ai thương ai quý thì người ta ủng hộ tiếp thì mình mới có tiếp. Chứ bây giờ mình là một lúc mình đòi một lúc sao mà được. Có vốn nè. Giải quyết từng bước một. Dạ. Bây giờ là mình có vốn để bán vé số trước đáng, mình không đi xa được, mình đi gần trước. Dạ. Đúng không? Thì bây giờ em cũng trích cho 500 ngàn của chị Hương Nguyễn này, rồi gửi cho chị làm vốn bán vé số nha. Cảm ơn chú nha. Rồi, em cũng trích ra 500 ngàn của, chị ngồi xuống đi, 500 ngàn của cô Tâm Độ để gửi cho chị làm vốn vé số để mình nuôi bà già trước mắt, nó vậy đi ha, tạm thời là vậy. Cũng biết ơn mà. Cầm cái tiền cao cao lên cho người ta thấy, ngồi xuống đưa cái tiền ngang ngang này nè, đừng ngồi xuống đi. Mà xuống là đưa tiền cao lên. Được rồi, để cho người ta thấy nó đúng 1 triệu chưa? Dạ đúng rồi. Cảm ơn mấy chú. Thì hôm nay bây giờ này anh em tới đây là cũng nhận được lời cầu cứu là của bà cụ cũng đang thở oxy, đang rất là nguy kịch và sống cũng tính từng ngày thôi. Còn chị thì đang hoàn cảnh cũng bệnh, là ước mơ là cũng đi muốn đi bán vé số và có cái xe. Thì mình giải quyết cái gì cũng vậy thôi, mình phải giải quyết từ từ. Mình tháo từ từ từng nút ra được, không phải một lúc mà đang rối mà mình gỡ ra được là không có thể làm được. Thì hôm nay tạm thời anh em sẽ trích ra cho chị 1 triệu để chị đoán với số trước đáng nhá. Còn cái chuyện sau thì mình tính lần sau ha. Thế này mình nhận được đồng tiền này, mình có lời nào mình muốn gửi tới Mạnh Thường Quân không? Tôi cũng cảm ơn là mấy chú nhiều mà cảm ơn cộng đồng, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho mà đến đây là cho mẹ tôi và tôi và có hai mẹ con. Thế bà cụ có lời nào muốn gửi đến quý Mạnh Thường Quân không? Tôi cũng có lời cảm ơn các Mạnh Thường Quân có tâm giúp đỡ cho những người khó khăn chẳng hạn bệnh hoạn giống tôi vậy. Đó rồi cũng cảm ơn các chú đi rặn lội tới đây. Rồi thì thay mặt anh em nhiều. Dạ cũng rất Mạnh Thường Quân. Thay mặt anh em cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân và cũng xin chúc hai mẹ con luôn mạnh khỏe và nhiều điều may mắn trong cuộc sống nhá. Dạ. Anh em sẽ chia sẻ clip này lên, nếu như mà có duyên thì tụi con sẽ tiếp tục lại hỗ trợ cho cô ha. Rồi trước khi kết thúc clip này cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã đón theo dõi, cũng xin nhắn gửi đến toàn thể mọi người, nếu ai gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu ai gặp chuyện bất bình trong xã hội, nếu ai muốn tìm kiếm vợ chồng bỏ đi, tìm kiếm con bỏ đi thì hãy liên hệ với anh em mình qua số điện thoại trên màn hình, anh em sẽ giúp đỡ toàn thể mọi người một cách nhiệt tình và miễn phí. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm vào chuông để nó xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất, và đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn nó đa chiều hơn. Bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Yeah.